xúc động với hành trình giải cứu cháu bé nghẹt thở trong một vụ đám cháy tại Hà Nội. Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại vụ cháy xảy ra vào chiều hôm qua mùng 4 tháng 7 tại tổ hợp chung cư New Orange City. Lĩnh Nam, Hà Nội, nhờ sự nỗ lực kịp thời của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy quận Hai Bà Trưng đã cứu thành công một cháu bé tại tầng 20 thoát khỏi tử thần. Lên lối nào nhỉ? Toa này đúng không? Đi. Lấy bình thở luôn đi. Đi ra đâu? Ra một tầng rồi, chung ra tầng lăn đi. Lăn sau này. Ông bảo trước nhá. Phép màu đã thực sự xảy ra mọi người ạ. Mọi người xem đến đoạn này chắc là tim vẫn còn đang đập đúng không? Sau khi phát hiện ra được vị trí chỗ em bé đứng ấy, thì mình đi ra ngoài để trấn an tinh thần người nhà của một đồng chí của mình thì ở bên ngoài để trấn an tinh thần của cháu bé mọi người ạ. Hơi ức chế một tí mọi người thông cảm cho mình nhé. Dùng tay máy nói chuyện em, tại vì máy của em là còn nước em sợ chập chờn đấy.